Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về âm thanh, giai điệu và quãng. Chúng ta biết rằng có hai quãng rất quan trọng, đó là quãng 8 và quãng 5, vì nó rất phổ biến với mọi thể loại âm nhạc. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa toán và âm nhạc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống điều chỉnh thang âm Pythagore. Cách điều chỉnh này được cho là do chính Pythagore đã tìm ra và thực hiện nó. Nó đã phổ biến trong âm nhạc phương Tây cho đến cuối thời kỳ Trung Cổ. Ý tưởng đằng sau việc điều chỉnh thang âm Pythagore là sử dụng các quãng 8 và quãng 5 có tỷ lệ chính xác là 2/1 và 3/2, nhưng không quá nhiều, trong đó chỉ đủ chơi một số giai điệu đơn giản. Như trước đây, chỉ cần xem xét một phạm vi quãng 8 là đủ, và bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến tỷ lệ tần số, nên tần số thực tế không quan trọng, và chúng ta có thể biểu thị lốt thấp hơn trong quãng 8 bằng 1 và lốt cao hơn bằng 2. Để có được tần số thực tế trong một số quãng 8 cụ thể, chẳng hạn như từ 440 đến 880, chúng ta chỉ cần nhân tất cả các giá trị mà chúng ta có với 440. Bây giờ, chúng ta cần lấp đầy phạm vi bằng các nốt, và kết quả là có 7 nốt trong quãng 8 là đủ cho các giai điệu đơn giản mà chúng ta đang hướng tới. Vì vậy, hãy lặp lại quy trình trước đó của chúng ta. Quãng 5 trên nốt thấp hơn, chúng ta có 3/2. Tăng thêm một quãng 5 và giảm xuống một quãng 8, chúng ta có 9/8. Vì vậy, nếu chúng ta tiếp tục theo cách này và giảm đi 1.5 so với nốt quãng 8, hãy lắng nghe các nốt của chúng ta nhận được. Với chúng ta, chúng có thể giống như những nốt thông thường mà ta hay nghe được từ các nhạc cụ ngày nay, nhưng chúng thực sự hơi khác một chút. Chúng vẫn là những âm ổn và chúng đủ để chơi những giai điệu đơn giản. Nhưng có một nhược điểm của hệ thống điều chỉnh thang âm Pythagore là ngay cả những giai điệu đơn giản, việc chuyển tông sẽ là một trở ngại. Chẳng hạn nếu chúng ta muốn chuyển một giai điệu mà chúng ta vừa nghe, thay vì bắt đầu bằng nốt này mà chúng ta bắt đầu bằng nốt này, chúng ta sẽ không có một số nốt cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ sử dụng lại quãng 8 và quãng 5, đồng thời chỉ thêm một nốt nữa vào giữa hai nốt mà chúng ta đã có, chúng ta sẽ có thể chơi phần đầu của giai điệu. Và nếu chúng ta thêm một số nốt theo cách này, thì mọi thứ sẽ cải thiện hơn nhiều. Nhưng sẽ luôn có vấn đề về chuyển âm với phương pháp này, cho dù chúng ta có bao nhiêu nốt. Hình ảnh mà chúng ta trông thấy ở dưới trông giống như bàn phím đàn piano. Và đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các nhạc cụ có bàn phím ban đầu chỉ có cái gọi là phím trắng, và sau đó dần dần phát triển để có ngày càng nhiều phím đen. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với âm điệu chuẩn. Nó gắn liền với thời kỳ cuối thời Trung Cổ và thời kỳ đầu Phục Hưng. Mặc dù nguồn gốc của nó lâu đời hơn nhiều, âm điệu chuẩn giữ lại một số tỷ lệ Pythagore nhưng thay thế những tỷ lệ khác bằng tỷ lệ mới. Đây là cách nó phát ra âm thanh. Tỷ lệ âm điệu chuẩn về mặt số học gần giống với tỷ lệ Pythagore. Chẳng hạn nốt thứ 3 Pythagore là 81/64. Chỉ cao hơn 1,25% so với nốt thứ 3 của âm điệu chuẩn là 5/4. Và cũng có độ lệch là 1,25% ở nốt thứ 6 và nốt thứ 7. Chúng ta có thể nghe thấy sự khác biệt nhỏ như vậy không? Hãy cùng tìm hiểu. Sau đây sẽ là âm thanh của nốt thứ 3 theo thang âm Pythagore và nốt thứ 3 của âm điệu chuẩn. Nhưng chúng ta sẽ không biết theo thứ tự nào. Vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận và cố gắng xem nốt thứ 2 có thấp hơn nốt thứ nhất hay không hoặc ngược lại. Sẵn sàng, chúng ta bắt đầu. Bạn có thể tua lại video để nghe lại. Đáp án chính xác là nốt thứ 2 cao hơn, và đó là nốt Pythagore. Bây giờ, 1,25% là sự khác biệt nhỏ, nhưng vẫn đủ lớn để phân biệt. Hầu hết các nhạc sĩ và nhiều người nghe không phải là nhạc sĩ đều có thể nghe thấy. Nhưng mục đích đằng sau âm điệu chuẩn là gì? Tại sao phải thay đổi một số tỷ lệ Pythagore? Đó là bởi vì khi chúng ta chơi cùng một số tổ hợp nốt nhất định, chúng sẽ nghe hay hơn trong âm điệu chuẩn. Sự kết hợp của nốt thứ nhất, thứ ba và thứ năm là một sự kết hợp nốt quan trọng trong âm nhạc. Nó được gọi là hợp âm trưởng. Trước tiên, hãy nghe nó trong âm điệu chuẩn. Và sau đó là điều chỉnh theo âm điệu Pythagore. Bạn có thể nghe thấy rằng tổ hợp Pythagore nghe thô hơn một chút phải không? Có một lý do khiến sự kết hợp âm thanh nghe mượt mà hơn, và nó liên quan đến các hài âm tạo lên các âm sắc. Chúng ta đã thấy rằng một âm có tần số F,
chứa các hòa âm có tần số 2F, 3F, 4F, vân vân. Hãy coi F là tần số của lốt đầu tiên trong một tiết tấu. Nếu chúng ta lấy âm tại lốt thứ 3 của thang âm Pythagore cho giai điệu này và nhìn vào các hòa âm của nó, thì hòa âm thứ 4 của lốt thứ 3 này sẽ cao hơn 5F một chút. Vì vậy, nó cao hơn một chút so với hòa âm thứ 5 của lốt đầu tiên. Và hai tần số gần nhau này, khi được chơi cùng nhau sẽ va chạm vào tai chúng ta và tạo ra một cảm giác khó chịu. Nhưng nếu chúng ta lấy nốt thứ 3 trong âm điệu chuẩn là 5/4, thì hòa âm thứ 4 của nốt thứ 3 này sẽ chính xác là 5F, ngay trên hòa âm thứ 5 của lốt đầu tiên, và không có xung đột. Và điều tương tự cũng xảy ra đối với nốt thứ 3 và thứ 5. Có sự xung đột của các hòa âm trong cách điều chỉnh thang Pythagore, và nó biến mất trong âm điệu chuẩn. Tỷ lệ 5/4 này đã loại bỏ xung đột xuất hiện ở 3 vị trí quan trọng trong âm điệu chuẩn. Và đó là lý do tại sao nhiều tổ hợp lốt theo ngữ điệu chuẩn nghe mượt mà hơn. Nhưng một nhược điểm của ngữ điệu chuẩn là việc chuyển âm trở nên khó khăn hơn. Chẳng hạn như trong điều chỉnh Pythagore, quãng của lốt đầu tiên và nốt thứ 2 là 9/8, và nó giống như quãng của lốt thứ 2 và lốt thứ 3. Vì vậy, nếu chúng ta có một giai điệu đơn giản, chỉ sử dụng hai nốt đầu tiên, chúng ta có thể hoàn toàn chuyển đổi nó lên một chút và chơi nó với lốt thứ 2 và lốt thứ 3. Nhưng trong ngữ điệu chuẩn, các quãng này không giống nhau, chúng là 9/8 và 10/9. Nên chúng ta thậm chí không thể chuyển giai điệu một cách chính xác một giai điệu đơn giản đến được cười như vậy. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về chuỗi nốt nhạc, điệu tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.